Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Volvo S60 2022 đang được Volvo Việt Nam phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Volvo S60 là mẫu xe hạng sang cỡ trung của thương hiệu Volvo Thụy Điển. Thế hệ đầu tiên của S60 ra mắt vào năm 2000 để thay thế cho S70 và dựa trên nền tảng khung gầm P2. Hiện nay, phiên bản phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 3 và được nhập khẩu trực tiếp tại Malaysia. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với S60 bao gồm Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series, Audi A4, A5. Quý vị lưu ý, giá lăn bánh của mẫu xe Volvo S60 sau đây chưa trừ khuyến mại, nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 10 tới 12% đối với dòng xe nhập khẩu, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Volvo S60 B5 AWD R Design đang có mức giá bán niêm yết là 1 tỷ 730 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 970 triệu đồng. Tại các tỉnh thành có mức thuế trước bạ là 12% là 1 tỷ 947 triệu đồng. Tại các tỉnh thành có mức thuế trước bạ là 10% là 1 tỷ 908 triệu đồng. Để mua được xe phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 590 tới 600 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Đối lập hoàn toàn với Mercedes-Benz C-Class với thiết kế mềm mại và sở hữu nhiều đường cong, xe sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.761mm x 1.850mm x 1.437mm, ngang ngửa so với các đối thủ đến từ Đức. Nhìn từ trực diện, Volvo S60 2022 gây ấn tượng mạnh với cụm đèn pha LED lấy cảm hứng từ bố Thor, có cùng phong cách giống với cụm đèn của người đàn anh S90, đi kèm là tính năng Active High Beam, có khả năng tự động điều chỉnh hướng và cường độ chiếu sáng tùy theo điều kiện giao thông, tránh gây chói mắt cho xe đi ngược chiều, tăng cường độ an toàn cho người lái. Chiếm diện tích lớn nhất là bộ lưới tản nhiệt hình chữ nhật đặc trưng, được sơn đen với nhiều họa tiết độc đáo. Bao quanh là viền chrome sáng bóng tăng cường vẻ sang trọng, phần cản trước đậm chất thể thao với những đường phát góc cạnh tinh tế. Phiên bản R Design sẽ có ngoại hình thể thao nhất so với các phiên bản còn lại. Điểm khác biệt chính đó là bộ la răng 5 chấu kích thước 19 inch. Cả ba đợt sốc trước và sau, cặp gương chiếu hậu đều được sơn đen bóng. Phong cách thiết kế vuông vức tiếp tục được duy trì xuyên suốt tới tận phần đuôi xe. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu hình chữ C cùng hướng vào dòng chữ Volvo in nổi được mạ chrome sáng bóng. Ngoài ra, hãng xe Thụy Điển còn thể hiện sự tinh tế khi phần cốp sau được làm hơi gồ lên cao, tạo cái nhìn như cánh lướt gió. Bên dưới là hệ thống ống xả kép hình thang đặt đối xứng, càng làm toát lên vẻ thể thao cho S60. Tương tự như các dòng xe khác, Volvo S60 2022 cũng có điểm chung chính đó là sự tối giản, thanh lịch trong phong cách thiết kế khoang cabin. Chính điều này đã mang đến cho khách hàng cảm giác rất thoải mái, thư giãn khi trải nghiệm. Trong khi các đối thủ trong phân khúc có bố trí phần màn hình trung tâm giải trí nằm ngang, thì mẫu xe S60 2022 lại có bố trí đặt dọc độc đáo, sử dụng kích thước 9 inch. Hầu hết các tính năng đều có thể điều chỉnh qua phần màn hình này, vì vậy các nút bấm cơ học đã gần như được loại bỏ xung quanh. S60 2022 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp, tích hợp các nút bấm tiện lợi được sơn đen bóng và viền chrome toát lên vẻ sang trọng. Ngay phía sau là màn hình kỹ thuật số kích thước khủng 12,3 inch, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ khi cầm lái. Toàn bộ ghế ngồi trên S60 đều được bọc da cao cấp mềm mại, được đục lỗ giúp thông khí. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tùy chọn chất liệu da nappa, vị trí ghế lái có thể chỉnh điện 8 hướng, nhớ 2 vị trí, trong khi ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Volvo S60 có trục cơ sở dài lên tới 2.872mm, nhỉ hơn Mercedes-Benz C-Class với con số là 2.840mm, BMW 3 Series với con số là 2.810mm. Nhờ đó, hàng ghế sau của S60 2022 có không gian rộng rãi và thoải mái hơn. Xe có dung tích khoang hành lý ở mức tiêu chuẩn là 444 lít, cho phép khách hàng có thể chứa đồ thoải mái trong những chuyến đi ngắn ngày. Về phần tiện nghi, Volvo S60 2022 được trang bị dàn điều hòa tự động 4 vùng độc lập, điều chỉnh thông qua màn hình cảm ứng trung tâm. Để đảm bảo cho khoang cabin luôn trong lành, Volvo đã tích hợp cho S60 công nghệ lọc khí Clear Zone. Bên cạnh đó, xe cũng không thể thiếu những tính năng giải trí giúp khách hàng thư giãn, có thể kể đến như hệ thống thông tin giải trí Sensus Connect,
Màn hình trung tâm kích thước 9 inch tích hợp nhiều chức năng như giải trí, chỉnh ghế, cài đặt xe, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, AUX, phát sóng Wi-Fi, dàn âm thanh Harman Kardon 13 loa kết hợp với hệ thống loa siêu trầm, sạc không dây chuẩn quy. Về phần vận hành, Volvo S60R Design 2022 sở hữu khối động cơ xăng 2.0 lít tăng áp, sản sinh ra 250 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian ABKD thông qua hộp số tự động 8 cấp số. Về phần an toàn, Volvo nổi tiếng là thương hiệu ô tô sở hữu những công nghệ an toàn tối tân hàng đầu trên thế giới. Do đó, S60 2022 cũng được sở hữu những công nghệ an toàn sau đây. Nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ tự động phanh khi phát hiện phương tiện khác, người đi bộ hay chướng ngại vật, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ để quan sát toàn cảnh, theo dõi mức độ tập trung của người lái. Hệ thống Pilot Assist sẽ giúp xe chạy đúng làn đường với tốc độ lên tới 128 km trong điều kiện vạch kẻ đường rõ ràng. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Volvo S60 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.